Trời ơi, 2019 rồi mọi người ơi. Rap cái gì bây giờ đây? Hay là tổng kết thông tin 2018 của Rồi Event? Chơi luôn. 2018, dòng chảy khách hàng event biến đổi hơn năm trước. Rất nhiều yếu tố thị trường tác động đến agency. Đội ngũ nhân sự có nhiều biến động, đã chia tay nhiều gương mặt cũ rất là lâu năm. Chào năm mới với Dai Chi thật tưng bừng, vì là khách hàng mới nên ai ai đều rất mừng. ACB là nguồn cảm hứng cho một năm nhiều biến đổi tích cực. Ba sếp để lại một hit thật hay, làm cho bao nhân viên phải thán phục. BRO là gia đình lớn khi chúng ta bên nhau. Niềm vui cảm xúc rất thăng hoa khi sống sâu. Niềm vui hạnh phúc rất say mê hết con tim đam mê. Là cây cầu lớn cho đam mê bay cao. Là khi buồn khó có những lúc ta bên nhau. Niềm vui hạnh phúc rất đam mê hết con tim đam mê. P.R.O. P.R.O. Bao nhiêu cái hay trong P.R.O. Công việc thật tốt, chất lượng thật tốt. Cứ người từ rồi đi ra là ai cũng hấp ôi chạy. Nhìn cô ca năm vừa qua sao ế vậy? Cầu cho sang năm doanh số được trỗi dậy. Ly An, Homeland, toàn khách hàng mới này. This is what I feel like. Thống kê năm nay khách hàng con số đều dân to. Nếu so năm qua năm nay vượt qua chỉ tiêu chưa? Sắc màu, Nhật Bản phải chăng cũng là năm thứ 3? The Job Line gọi tên thiết kế concept để bay cao. Cửa lò, hội tụ và tỏa sáng. HSBC thành công liên tục, book nhiều show hơn. Xa cơm bay, có lý do để chiến thắng. Đó chính là nỗ lực của tập thể chứ không phải là may mắn. Ngày trôi qua thật nhanh, từng ngày trôi qua thật nhanh. Một năm đã qua thành công rồi, năm sau chúng ta phải cố gắng. P.R.O. là gia đình lớn khi chúng ta bên nhau. Niềm vui cảm xúc rất thăng hoa khi sống sâu. Niềm vui hạnh phúc rất say mê hết con tim đam mê. P.R.O. là cây cầu lớn cho đam mê bay cao. Là khi buồn khó có những lúc ta bên nhau. Niềm vui hạnh phúc rất đam mê hết con tim đam mê. P.R.O. một công ty lớn nơi ai cũng có tên là Winner. Mình biết điên khó khăn quá đã có anh Mỹ rồi. Năm nay anh Mỹ ơi, lại show Hương Lan là show đỉnh cao. Ai cũng khen rất đẹp, luôn luôn bay cao anh ơi. Thành công của anh truyền cảm hứng được cho bao nhiêu người. Để chiến thắng, để cố gắng, đêm ngày đêm đến một ngày ta đi tới. P.R.O. là gia đình lớn khi chúng ta bên nhau. Niềm vui cảm xúc rất thăng hoa khi sống sâu. Niềm vui hạnh phúc rất say mê hết con tim đam mê. P.R.O. là cây cầu lớn cho đam mê bay cao. Là khi buồn khó có những lúc ta bên nhau. Niềm vui hạnh phúc rất đam mê hết con tim đam mê. P.R.O. bao nhiêu cái hay trong P.R.O. Công việc thật tốt, chất lượng thật tốt. Với người từ giờ đi ra là ai cũng hốt. Đúng vậy. P.R.O. bao nhiêu cái hay trong P.R.O. Công việc thật tốt, chất lượng thật tốt. Với người từ giờ đi ra là ai cũng hốt. Đúng vậy. Và ngay bây giờ xin phép được đưa những chiếc cúp của P.R.O. dành cho những cá nhân xuất sắc nhất của Pro 2018. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và xin phép kết thúc bản tin.